Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay tôi cũng rất là cảm ơn diễn đàn Mekong Connect 2023 cho Bến Tre cơ hội cũng phát biểu trước diễn đàn liên quan đến cái chủ đề mà từ rất lâu là Mekong Connect từ 4 tỉnh ABCD chúng ta đã mở rộng ra cả vùng đồng bằng sông Cửu Long thông qua các cái diễn đàn hàng năm. Đây cũng là cái cơ hội để cho chính quyền cùng với cộng đồng doanh nghiệp có cái điều kiện để chia sẻ, để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thì trong đó chúng tôi rất là hoan nghênh hai cái trung tâm lớn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, đó là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ, là hai cái trung tâm phải nói rằng là đầu tàu trong cái quá trình phát triển kinh tế xã hội, cũng đã được Quốc hội thông qua hai cái nghị quyết đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. Như vừa rồi đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã có khái quát về cái chính sách đặc thù của thành phố, và chúng tôi cũng rất là mong muốn thông qua những cái chính sách đặc thù này, nó sẽ lan tỏa cho các tỉnh thành của hai cái khu vực Đông Nam Bộ cũng như là đồng bằng sông Cửu Long. Và như chúng tôi cũng tự nhận diện và tự đánh giá, thì Bến Tre chúng tôi đang nằm giữa hai cái trung tâm lớn nhất của khu vực và cả nước, đó là thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Do đó cũng sẽ cố gắng tận dụng mọi cái điều kiện, mọi cái lợi thế để làm sao thúc đẩy cái liên kết và đồng hành cùng với các cái trung tâm lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Nói về cái liên kết thì thật ra thì chúng ta cũng có rất là nhiều cái hội nghị và diễn đàn chúng ta đã bàn, và chúng ta cũng đã đưa ra rất là nhiều. Giống như đối với Bến Tre của chúng tôi thì với 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cùng thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua trong cái sự kiện tháng 3 2023 thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ký với 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, và từng tỉnh thành đã xác định được những cái lĩnh vực mà chúng ta liên kết, thì hiện nay đang trong cái quá trình là chúng ta thực hiện các cái cam kết đó. Về những cái chủ trương chính sách thì chúng tôi nhận diện đối với Trung ương thì đồng bằng sông Cửu Long hiện nay chúng ta đang rất thuận lợi, đó là chúng ta đã có cái nghị quyết 13 của Trung ương về phát triển đồng bằng sông Cửu Long. Chính phủ thì đã có quy hoạch vùng, và đây là một trong những cái quy hoạch vùng đầu tiên của cả nước. Đó, rồi chúng ta đã có các chương trình hành động, nghị quyết của chính phủ, nhất là cái nghị quyết 120, hai cái chương trình hành động là 287 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai cái quy hoạch cũng như là các cái chương trình theo cái nghị quyết. Còn đối với vùng thì chúng ta đã có hai cái, Quốc hội cũng đã có hai cái nghị quyết đặc thù cho thành phố Cần Thơ cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Còn về từng địa phương đó, thì hiện nay chúng ta đang trong quá trình là hoàn thiện các quy hoạch, và trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta thấy là Long An, rồi Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang là những cái tỉnh đi đầu trong cái việc mà chuẩn bị cái quy hoạch thời kỳ 21-30 và tầm nhìn đến 2050. Cũng đã xong, riêng Bến Tre thì chúng tôi cũng đang trong giai đoạn cuối cùng để trình Thủ tướng Chính phủ là phê duyệt. Thì dựa vào những cái cơ sở và những căn cứ pháp lý từ Trung ương, dùng và từng tỉnh, thì chúng ta thấy cái điều kiện để phát triển cho từng cái dùng thì chúng ta đã thấy đã định hình rất là rõ. Do đó làm sao mà được cụ thể hóa những cái lĩnh vực mà chúng ta gọi là ưu thế, thì chúng ta cũng sẽ đưa ra những cái chương trình hành động để phát triển. Thì đối với tỉnh Bến Tre đó, thì chúng tôi trong cái xu thế chung thì một là chúng tôi gắn kết với vùng đồng bằng sông Cửu Long, những cái tỉnh mà giáp với Bến Tre đó, thì chúng tôi gọi là vùng tiểu vùng duyên hải của bốn tỉnh như là Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và Vĩnh Long, thì chúng tôi đã hình thành cái khu vực này, và hàng năm là lãnh đạo của bốn tỉnh này đều ngồi lại với nhau để đưa ra những cái lĩnh vực then chốt. Hiện nay chúng tôi đang tập trung hoàn thiện cái hạ tầng các anh chị. Thì đối với Bến Tre đó, thì chúng tôi đã kết nối với Tiền Giang qua cái cầu Rạch Miễu 1, và hiện nay đang hoàn thiện
đến năm 2025 sẽ xong cây cầu rạch Đũa 2. Đối với Trà Vĩnh Long thì đang tập trung mạnh nhất là hoàn thiện và xây dựng một cây cầu liên kết mà hiện nay đang là phà, đó là phà Đình Khao, thì chúng tôi cùng với Vĩnh Long đang tập trung xây dựng cái cây cầu này. Riêng với Trà Vinh thì chúng tôi cũng đã kết nối bằng cây cầu Cổ Chiên 1 và đang trình Trung ương là tiếp tục xây dựng cầu Cổ Chiên 2. Và hoàn thiện hạ tầng này thì tất cả 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì đã kiến nghị với chính phủ là xây dựng một cái tuyến hành lang ven biển, đó là cái đường ven biển 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thì với 16 dự án hiện nay chính phủ cũng đã ban hành một cái nghị quyết 108 tháng 7 năm 2023 với cái tổng mức đầu tư là hơn 2,5 tỷ đô la. Thì đây là nếu mà được triển khai đồng loạt thì cũng mở ra một cái cơ hội rất lớn cho 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ chúng ta dựa vào cái tuyến đường quốc lộ 1 hay là cái hệ thống tuyến đường cao tốc hiện nay đang tập trung, mà chúng ta sẽ có một cái tuyến hành lang ven biển mới. Thì đây là một cái dự án hạ tầng rất là lớn và rất là quan trọng cho khu vực, và chúng tôi cũng cùng với 13 tỉnh thành sẽ cố gắng là thực hiện trong giai đoạn 2023-2030 để xong cái tuyến đường này, là mở ra hành lang kinh tế ven biển cho 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Cái thứ hai nữa đó là đối với thành phố Hồ Chí Minh thì thật ra báo với tất cả quý đại biểu là các cái đầu tư tại Bến Tre thì chúng tôi phần lớn là nhờ các cái doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, các cái đầu tư vào khu công nghiệp, rồi các cái doanh nghiệp dẫn đầu tại tỉnh Bến Tre trong tất cả các lĩnh vực thì đều có cái sự liên kết rất là chặt chẽ với các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Bến Tre có cái lợi thế là chúng tôi có cái câu lạc bộ doanh nhân Bến Tre thành phố Hồ Chí Minh và hội đồng hương thành phố Hồ Chí Minh Bến Tre thành phố Hồ Chí Minh. Hai cái tổ chức này cũng đã góp phần liên kết rất chặt chẽ giữa Bến Tre với thành phố Hồ Chí Minh. Và vừa qua thì chúng tôi cùng với 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã ký một cái bản ghi nhớ hợp tác toàn diện, nhất là trên 6 cái lĩnh vực quan trọng, để làm sao mà gắn cái kết nối giữa Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh ngày càng cụ thể hơn. Và trong cái liên kết này đó, chúng tôi đặt trọng tâm Bến Tre sẽ trở thành giống như là một cái vệ tinh cho thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực. Thứ nhất là lĩnh vực công nghiệp, bởi vì chúng tôi đang mở ra các cái khu cụm công nghiệp mới, và những cái khu cụm công nghiệp này thì đang ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh. Vì khoảng cách giữa thành phố Hồ Chí Minh với Bến Tre thì thật ra hiện nay là cũng rất là gần. Cái thứ hai là cũng muốn làm vệ tinh trong các cái cơ sở về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Hiện nay thật ra là như thế, từ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho đến các cái trường đại học của thành phố Hồ Chí Minh đều có cái chương trình đào tạo cũng gắn với Bến Tre. Và chúng tôi cũng đang có một cái dự án là sẽ từ cái phân hiệu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành cái đại học trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre. Cái thứ ba cũng là rất là quan trọng, đó là lĩnh vực y tế. Và hiện nay cái này giữa Bến Tre với thành phố Hồ Chí Minh cũng gắn kết với nhau rất là chặt chẽ. Và chúng tôi cũng đã tiếp nhận những cái đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế, cũng như chuyển giao các cái kỹ thuật điều trị khám chữa bệnh kỹ thuật cao của thành phố Hồ Chí Minh về cho Bến Tre. Rất nhiều bệnh viện tuyến cuối tại thành phố Hồ Chí Minh đang có sự hợp tác rất là chặt chẽ với Bến Tre. Và một cái lĩnh vực nữa là chúng tôi cũng rất là muốn là gắn cái từ vệ tinh vào đây, đó là trở thành là đô thị vệ tinh cho vùng thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa rằng là trong quá trình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh với cái nghị quyết đặc thù, nhiều cái lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh đang có thế mạnh, và các cái nhà đầu tư, trong đó có các cái doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản thì cũng đang có mở ra những cái dự án về phát triển đô thị tại tỉnh Bến Tre. Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn trong tương lai thì sẽ trở thành cái thực tế là như thế. Trong cái kế hoạch phát triển của Bến Tre, chúng tôi đang tập trung là rất là mạnh cho cái khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Thì với hai cái giai đoạn 2016-2020 là chúng tôi có một cái triết lý, đó là tăng nhanh cái số lượng doanh nghiệp. Và giai đoạn này chúng tôi cũng đã khá thành công,
là từ một cái tỉnh có cái số lượng doanh nghiệp rất nhỏ, chỉ có 2.500 doanh nghiệp, và chúng tôi trong vòng 5 năm chúng tôi đã tăng gấp đôi lên là 5.000, và trong giai đoạn 21-25 chúng tôi cũng đưa ra một cái kế hoạch táo bạo như thế, có nghĩa là tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp nữa. Và kỳ này thì chúng tôi nhấn mạnh hơn về chất lượng, và chúng tôi đã xây dựng hẳn một cái chương trình là phát triển 100 doanh nghiệp dẫn đầu. Trong 100 doanh nghiệp dẫn đầu này ở những cái lĩnh vực mà thuộc thế mạnh của tỉnh Bến Tre. Và hiện nay chúng tôi trong cái 100 doanh nghiệp dẫn đầu này thì chúng tôi gắn liền với xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị. Hiện nay Bến Tre chúng tôi xác định là 8 chuỗi giá trị mà gắn liền với cái lợi thế kinh tế của tỉnh. Đó là trong lĩnh vực cây ăn trái, thủy sản và ngành chăn nuôi. Thì trong cái lĩnh vực cây ăn trái thì chúng tôi lấy ngành dừa làm cái lĩnh vực dẫn đầu. Hiện nay với diện tích 78.000 hecta dừa, 78.000 hecta dừa của Bến Tre đó, thì hiện nay chúng tôi đã sản xuất và chế biến hơn 100 cái sản phẩm, xuất khẩu trên 100 cái thị trường, và doanh thu từ xuất khẩu của chúng tôi đã đạt khoảng 600 triệu đô la, và chúng tôi đang hướng tới cái mục tiêu đó là 1 tỷ đô la vào năm 2030. Thì đây là một trong những cái chuỗi giá trị mà chúng tôi đặt kỳ vọng là sẽ góp phần đưa xuất khẩu trái cây của Việt Nam trở thành thế mạnh của Việt Nam trong tương lai. Để làm được tất cả những điều này thì chúng tôi thứ nhất là rất là cảm ơn Visa, cơ quan chủ trì sự kiện Mekong Connect liên tục trong các năm vừa qua, và chúng tôi cũng là một trong những thành viên có trách nhiệm và tích cực cho cái diễn đàn, và cũng rất là mong muốn diễn đàn duy trì và phát triển mạnh để làm sao là cùng 13 tỉnh thành trở thành một cái thương hiệu của vùng, để khi nói về kinh tế, khi nói về phát triển gắn với phát triển doanh nhân doanh nghiệp thì chúng ta sẽ trở thành một cái thương hiệu chung cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cái thứ hai thì nói gì nói, tất cả cái liên kết phát triển hay là các cái sản phẩm mà chúng ta kỳ vọng phát triển thì không ai khác, chính là doanh nghiệp, là những người sẽ triển khai thực hiện. Do đó về mặt chính quyền sẽ cố gắng tạo cái ra cái cơ chế, những cái chính sách môi trường đầu tư thuận lợi. Tuy nhiên về hiện thực hóa những cái cam kết cũng như là góp phần thúc đẩy phát triển thì không ai khác ngoài doanh nghiệp. Do đó thì chúng tôi rất là hoan nghênh và luôn đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp, nhất là tại tỉnh Bến Tre cũng như là các cộng đồng doanh nghiệp có đầu tư kinh doanh liên kết với các tỉnh thành, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh là cái trung tâm của khu vực, và thành phố Cần Thơ. Để làm được điều này thì chúng tôi cũng một lần nữa thì cũng kiến nghị về phía các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta đã ký cam kết với nhau với thành phố Hồ Chí Minh thì trong chương trình hàng năm thì cần lãnh đạo của vùng cũng như thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ luôn theo sát rồi tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để làm sao cho những cái lĩnh vực mà chúng ta cam kết mỗi năm nó đạt được cái kết quả và hướng tới mục tiêu chung, đó là chia sẻ sự phát triển và cùng phát triển.